có cái tính năng này ở bên Word rất là dễ thương nè. Cái này là Word ở bên Mac OS ha. Mình thấy mà Word bên Mac OS nó có cái hay á là cái này gọi là cái gì ta? Cái navigation của nó đúng không? Navigation tức là nó nằm ở trong cái view nè. Rồi cái navigation của nó nè, nó có cái navigation này á thì nó khác ở bên Windows là cái navigation này nó nằm ở một cái thanh luôn, còn ở bên phía Windows là nó sẽ tích hợp vào ở trong cái nội dung luôn, và mình có thể là ví dụ như mình bấm lên như thế này thì trong nội dung nó sẽ khép lại luôn. Nhưng mà ở bên Mac OS thì nó sẽ cho phép mình là mở ra mở vô ở bên một cái thanh luôn, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung. Cái đó là cái thứ nhất về cái navigation. Mà cái thứ hai là mình dùng bên này á, lâu rồi thì mình không không thường á, là những cái table là mình thường làm bên Excel hơn, còn ở bên Word là mình ít làm. Hôm nay mình làm á, thì mình không có tìm thấy được. Nói chung là cái Mac OS là mình cũng mới tiếp cận thôi, nên mình có rất là nhiều các cái giao diện mà mình phải đổi sang bên Mac OS thì nó hơi khác so với Windows, thì mình kiếm nó cũng khó. Với lại là có thể là những cái Word này cái đời nó mới đó, nên nó sẽ hơi khác ngày xưa. Thì mình đi kiếm cái bảng tính như vậy, ví dụ một cái bảng như này mà cái test của nó là nó nằm ở giữa cái ô này mọi người, nó nằm ở giữa so với cái khung này nè. Bên Excel thì cái giao diện nó mình quen rồi, còn bên Word thì mình chưa có quen lắm, ví dụ như vậy. Như vậy thì mình điều chỉnh cho nó nằm giữa, đó là nó nằm ở cái cell alignment này. Và cái ý nghĩa của cái này như vậy nè mọi người, nếu mà mình align top left nó tích hợp hai cái luôn. Lúc trước á, ví dụ như là nếu mà mình muốn canh giữa cái nội dung của cái cột đó thì mình sẽ canh ở trên cái thanh tiêu đề đúng không, cái thanh công cụ đúng không, nhưng mà bây giờ nó tích hợp vào ở chỗ cái cell alignment này luôn, và nó sẽ tích hợp bằng cách đó là ví dụ như mình align top left tức là đặt cái chữ ở bên phía trên mà phía bên trái luôn. Như vậy mình muốn canh giữa thì mình phải đi xuống cái chỗ mà align center nè, thì cái chữ nó sẽ nằm giữa. Ví dụ như đây là cái này là align top mà right nè mọi người, align top right nè, nó đang ở trạng thái align top right nè. Ví dụ như mình chọn là align top left thì nó sẽ qua trái nè, thấy không? Còn nếu mà mình align nó mà center left chính là cái mình muốn nè. Đó, thì từ nãy giờ là mình đi kiếm cái đó. Nhưng mà có vài dòng, có vài cái nội dung thì mình cũng không muốn nó là ở center left đâu. Mình thích nó ở top left hơn. Ví dụ như này, thì mình thích nó ở top left hơn là center left. Mình thích nó top left hơn. Đó. Và chỉ có những cái nội dung ví dụ như là ở đây nè thì mình thích nó là center thôi, chứ còn mình cũng ít khi mà mình để cái chế độ center mà center luôn, align center nè, nó vậy thì nó tích hợp ở trong một chỗ luôn, làm nãy giờ mình kiếm không thấy. Ok, thank you for watching.